chia sẻ sau trận thua 0-3 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội Mỹ, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định toàn đội đã giữ lời hứa với người hâm mộ. Đó là dù còn hạn chế về chuyên môn, nhưng đội nữ Việt Nam luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất. Chúng tôi biết các trận đấu ở World Cup rất khó khăn, đá với đội tuyển đương kim vô địch giải đấu thì lại càng khó khăn hơn nữa. Đội tuyển nữ Việt Nam có thể thua về chuyên môn, tầm vóc, sức mạnh, nhưng ở khía cạnh tinh thần, chúng tôi luôn cố gắng. Toàn đội đã giữ lời hứa, có tinh thần thi đấu tốt, ông Mai Đức Chung nói. Gặp những đối thủ có thể hình tốt như Mỹ, chúng tôi có đấu pháp để chống đỡ, đó là phòng ngự có chiều sâu, áp sát nhanh. Cầu thủ Mỹ rất cao, cầu thủ Việt Nam chỉ đứng đến vai họ. Dù vậy, chúng tôi chủ trương ngăn chặn đội tuyển nữ Mỹ bằng cách hạn chế đối thủ chuyên bổng, chuyên dài. Tuy nhiên ở một số tình huống, đội tuyển nữ Việt Nam chưa thực sự làm tốt điều này nên cần rút kinh nghiệm. Chúng tôi có thể xoay sở khéo léo, nhanh hơn đối thủ đôi chút, thì cần biết phát huy sự khéo léo để truyền bật tường vượt khỏi sự truy cản của đội nữ Mỹ. Tôi hài lòng về tinh thần học trò, nhưng có một số pha xử lý cá nhân chưa tốt và cần rút ra bài học. Các cầu thủ còn lúng túng, bối rối ở một số tình huống ở vòng cấm dẫn đến bàn thua, ông Chung khẳng định. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh là cầu thủ Việt Nam được chấm điểm cao nhất trận với 5 pha cứu thua, trong đó có tình huống chặn đứng cú sút của Alex Morgan bên phía Mỹ trên chấm phạt đền. Kim Thanh chia sẻ, trước trận gặp đội tuyển nữ Mỹ, tôi đã xem băng hình về đối thủ để nghiên cứu thói quen dứt điểm cũng như các tình huống xảy ra trên sân. Tôi đã theo dõi thói quen sút phạt đền của Alex Morgan, biết rằng cầu thủ này hay đá về phía góc trái khung thành, cũng như góc tay phải của tôi, do đó tôi đoán bắt được hướng sút. Huấn luyện viên Vladko Andonovski của đội nữ Mỹ dù cho rằng đáng ra đội bóng của ông phải thắng đậm hơn, nhưng cũng ngợi khen tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã nghĩ đội nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự. Tôi không ngạc nhiên vì điều đó. Song ngay cả khi lường trước như vậy thì các cầu thủ Mỹ vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước đội nữ Việt Nam được tổ chức rất tốt trong phòng ngự. Hậu vệ của họ dũng mãnh trong những pha tắc bóng. Đội nữ Việt Nam đã chơi đoàn kết và quyết tâm cao độ, ông Andonovski nói.